Thịnh xin chào tất cả các bạn Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với những video của Thịnh Hôm nay Thịnh quay cái video này muốn chia sẻ với các bạn một cái thông tin rất là thú vị về cây sầu riêng chuồng bò Thì à, tại sao lại đặt tên cây sầu riêng là chuồng bò Và cái giống cây sầu riêng cường bò này xuất xứ từ đâu Và ai là người nhân giống cây chuồng bò đầu tiên và trước khi chia sẻ những cái thông tin rất là thú vị đó thì Thịnh xin phép được nói cái điều này. Những cái thông tin mà Thịnh được cung cấp á, là do một người em cũng làm sầu riêng. Và người em này là rất là hay tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm ở trên mạng các bạn. Em này thông tin khá là rộng luôn, khá là phong phú. Và em ấy tìm hiểu và được một cái người anh ở trên mạng chia sẻ một cái thông tin rất là rõ ràng rất là rành mạch về cái giống cái sầu riêng trùng bò này thì hôm nay thịnh làm cái video này thịnh xin phép được tường thuật lại tất cả những gì mà cái người anh đó nói về nguồn gốc của cây sầu riêng trùng bò này cho mọi người cùng hiểu cùng biết về cái nguồn gốc của nó thì thịnh nghĩ cái thông tin này rất là thú vị rất là hữu ích cho nên là thịnh sẽ chia sẻ với các bạn để cho các bạn cũng mở rộng cái kiến thức giống như thịnh Đầu tiên Thịnh xin nhắc về ông Tư Tây. Ông Tư Tây là cái người nhân giống cây sầu riêng chuồng bò đầu tiên. Nó là giống chuồng bò da xanh thuần chủng các bạn. Thì ông Tư Tây hồi xưa thì nổi tiếng là nuôi tôm, nuôi bò, có nhà máy trà lúa. Ông cũng là một trong những người đầu tiên trồng sầu riêng ở Tiền Giang. Cùng thời điểm với ông Hai Tôn, ông Hai Tôn là người đầu tiên nhân giống và phổ biến giống sầu riêng khổ qua xanh, khổ qua vàng trước năm 1975 thì ông Tư Tây là ngụ ở xã Ngũ Hiệp, huyện Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì ông Tư Tây là cái người mà tạo ra cái giống sầu riêng chuồng bò rất là ngon cho các bạn thưởng thức. Và mình cũng rất là thích cái giống sầu riêng chuồng bò này. Và mình xin cảm ơn ông Tư Tây đã tạo ra một cái giống cây rất là tuyệt vời. Và tại sao lại đặt là tên tên sầu riêng chuồng bò? thì thịnh mời các bạn cùng nghe tiếp nha cây chuồng bò da xanh thuần chủng lá non có đốm vàng như bị rầy đây các bạn đây là cái lá non nó có đốm như thế này mình nhìn tưởng là rầy nhưng mà thực ra không phải đó là đặc trưng của cái giống cây chuồng bò da xanh thuần chủng các bạn cây đầu dòng trồng đầu tiên trước năm 1975 trồng trong vườn hơn 100 cây hạt mới đột biến ra được một cây chuồng bò đó, có nghĩa là ngày xưa ông Tư Tây ông trồng 100 cây sụ riêng hạt thì nó mới mới đột biến ra được cái giống sầu riêng trùng bò này các bạn và ông Tư Tây mới nhân giống bằng phương pháp ghép chui cành ghép chui cành bằng gốc nhớt các bạn đây là cũng là một cái cây sầu riêng ghép chui cành gốc nhớt các bạn ơi đây là cái sầu riêng trùng bò mình đã trồng được một năm rồi đó, này cũng là ghép chui cành nhưng mà nó đã liền lại rồi các bạn không thấy cái 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 vị trí tháp nữa thì cái phương pháp ghép chui cành này là phương pháp ghép cổ điển mà rất là hiệu quả các bạn. Cây chuồng bò này một năm tuổi rồi thì cũng phát triển cũng khá là tốt. Mình cũng có những cây chuồng bò khác nhưng mà nó không có tốt được như cây này. Và đặc biệt là cây sầu riêng của ông Tư Tây là trồng ngay vị trí cái chuồng bò và sau này khách vào hỏi mua giống thì ông kêu làm giống ở ngay cái chuồng nuôi bò. Rồi sau này người ta quen nên là người ta kêu là cây sầu riêng chuồng bò và từ đó trở đi là cây sụ riêng nó có tên là chuồng bò luôn các bạn và thật sự nếu như mà thịnh không được chia sẻ những cái thông tin đó từ cái người em đó đó thì thật sự thịnh không biết được cái cái giống chuồng bò mình nó lại có hai loại các bạn thì đây là cái loại mà da xanh thân chủng da xanh và đặc trưng cái lá là như thế này không phải cái lá bị rầy đâu mình sẽ quay cái lá khác cho các bạn xem và tất cả cái lá, lá non mới ra nó đều như thế này các bạn. Nó ngộ như vậy. Và Thịnh sẽ quay cái sụ riêng trùng bò khác cho các bạn xem nó sẽ không có như thế này. Đó là cái loại giống trùng bò thứ hai. Đó. Các bạn thấy đặc điểm của nó là đốm đốm đốm. Giống như bị lan ben vậy đó. Và trong vườn nhà Thịnh còn một cái gốc sầu riêng trùng bò khác các bạn nó rất là to cây này chỉ còn một cây to duy nhất nữa thôi các bạn và lá của nó không có đốm đốm như cái cây hồi lúc nãy tất cả các lá của nó là không có đốm các bạn thì nó là một loại thứ hai đây các bạn quan sát lá của nó nó rất là nhỏ và không có đốm toàn bộ lá đều không có đốm và một chút nữa thịnh sẽ đọc thêm cái phần À, thông tin về cái cây uh, sầu riêng chuồng uh, bò giống là giống thứ hai. Giống lúc nãy là giống thuần chủng da xanh. Đây mới là cây uh, sầu riêng chuồng uh, bò uh, da xanh thuần chủng nè các bạn. Còn uh, cái cây lúc nãy là nó là cái cây lá xanh không có đốm. Là cái là cái cái cây mà da trái da màu vàng, trái nhỏ, ít trái, cơm khô ráo, cơm vàng hơn chuồng bò da xanh nhưng về hương vị thì lại không ngon bằng cái cây da chồn bò da xanh thường chủng có nghĩa là cây chuồng bò của mình nó có tới hai loại giống luôn các bạn nếu các bạn mình không biết cái thông tin này thì mình sẽ không phân biệt được đó. đây là cái da xanh thường chủng còn cái cây lúc nãy là cây sầu riêng trùng bò bình thường các bạn cây này ăn thường chủng thì lại ăn ngon hơn cái cây lúc nãy đó là tất cả những cái thông tin rất là hữu ích về cây sụ riêng chuồng bò và anh ấy còn cung cấp thêm một số cây nó giống với cây chuồng bò. Và anh ấy nêu rất là cụ thể các bạn và Thịnh sẽ đọc cho các bạn xem nghe. Nhưng mà trước khi Thịnh cho các bạn nghe thì đây là cây, Thịnh đang đứng dưới một cây sầu riêng lá quéo các bạn. Thì như ảnh chia sẻ thì nó có sầu riêng lá quéo ba thâm và lá quéo da xanh. Thì thật sự nhà Thịnh còn một cây sầu riêng lá quéo và Thịnh không biết đây là lá quéo ba thâm hay là lá quéo da xanh nữa nếu mà ai rành thì có thể nói cho Thịnh biết là cây sầu riêng này là quéo gì nha và tiếp theo Thịnh sẽ đọc cho các bạn nghe về những cái cây loại cây mà gần giống với cây sầu riêng chuồng bò nhất à, cây lá màu xanh mà lá mở bung là cây sầu riêng nhà bếp là cây trồng từ hạt chuồng bò độc biến ra do ông bí thư xã ngũ hiệp trồng và nhân giống giống này khá ngon nhưng hiện nay rất là hiếm chỉ còn lại vài cây ở khu vực ngũ hiệp thì đó là thêm một cái loại cây sầu riêng nhà bếp nữa các bạn mà cũng gần gần giống như sầu riêng trùng bò nó đột biến từ cái hộp trùng bò ra và cây tiếp theo cây lá nó ngủ ngày là cây lá sụ da xanh ăn rất là tệ cơm màu trắng vị không ngon giống ở khu vực giống này ở khu vực bến tre trái này dễ nhận dạng da xanh mốc trắng gai nhỏ ngắn Trái tròn như trái banh chứ không hình trụ như là viên trùng bò Lại thêm một giống nữa các bạn Và giống tiếp theo Cây lá với nhánh nó gục xuống đất Ngọn thì cao rất là cao Và cây tây sụ, Giống này ở xã Hưng Khánh Trung B, chợ Lách Đó. Thì thêm một loại nữa Và cái loại tiếp theo là cái loại lá quéo ba thơm với à, lá quéo da xanh nè các bạn thì đây là cái lá của cây lá quéo thì mình không biết là nó là thuộc loại nào luôn ở trên nó có trái các bạn để hình quay cho các bạn xem ôi trái rất là cao cho nên là không biết được mình nghĩ đây là lá quéo da xanh các bạn ơi mình thấy trái rất là xanh nó không lấy nét được rồi đây là cái thân cây thì bạn nào rành thì sẽ nhìn là sẽ biết được và còn một loại nữa các bạn ảnh còn nêu ra một loại nữa còn một loại nữa là sầu riêng chính điền các bạn trái thì nó cũng giống như trái chuồng bò nhưng mà toàn là hạt to thì anh này anh chia sẻ rất là chi tiết và cụ thể về giống sầu riêng thì anh này mình nghĩ rất là kinh nghiệm trong cái cái là lĩnh vực sầu riêng anh chia sẻ những cái thông tin này rất là bổ ích và thịnh xin phép được tường thực và chia sẻ lại với các bạn để những bạn mà giống như thịnh đã hiểu biết thêm về về nguồn gốc của cây sầu riêng của mình trồng nó như thế nào và cái video chia sẻ của thịnh đến đây xin tạm dừng À, các bạn thấy những cái chia sẻ những cái video của thịnh nó hữu ích thì các bạn hãy ấn nút đăng ký để ủng hộ thịnh và cũng như xem những cái video tiếp theo à, chúc các bạn một ngày làm việc thật là vui vẻ và thành công trong cái nghề sầu riêng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tới nha